Hello, xin chào anh chị em nhà đầu tư. Chào mừng mọi người với lại tập san đầu tiên về phân tích cổ phiếu chuyên sâu của Miracle Project Team. Mình là Tân, thì đồng hành cùng mình là Phúc, một trong những chuyên gia trên thị trường chứng khoán trong vòng 10 năm trở lại đây, và cái hiệu suất đầu tư của nhóm mình cũng khá là cao. Vì thế thì cái chặng đường mà truy tìm những cái cổ phiếu mà đẻ ra mức lợi nhuận rất là tốt, thì team mình cũng đã gọi là chia sẻ với anh chị em trong rất nhiều những cái clip mà trước đây rồi. Đấy, đa phần mọi người đều hỏi nhóm mình là vì sao nhóm em lại lựa chọn được những cổ phiếu mà tăng trưởng tốt như vậy. Đấy, thì mình cũng đã chia sẻ những bí mật từ trước đây rồi, các cổ phiếu như HAH, DGC, VOS hay là VNA, đấy, DPM và DCM, những cổ phiếu mà thực ra nếu mà anh chị em gọi là mọi người link, tức là mọi người liên tưởng, đấy, mọi người liên kết lại với những cái ngành nghề ở trên xã hội, mọi người sẽ thấy rằng không phải là cổ phiếu nó tự nhiên nó tăng giá, đúng không ạ? Và tất cả cái sự tăng giá của cổ phiếu nếu đến từ những cái yếu tố liên quan đến yếu tố thiên thời thì đều có một cái dòng tiền đầu cơ rất là mạnh và cổ phiếu tăng trưởng rất là tốt. Đấy, và cái tính mà cái buổi hôm nay, đấy, buổi hôm nay Tân và Phúc ở đây chia sẻ đó chính là cái việc mà mọi người cùng nhìn nhận lại một cái cơ hội đấy để đầu tư trong 6 tháng cuối năm, đúng không ạ? Đấy, và anh chị em hãy gọi là mở rộng tư duy ra, hãy cùng nhóm mình đi truy tìm những cổ phiếu mà có được những cái thiên thời, và hy vọng rằng những cái thiên thời đó sẽ giúp cho thị giá cổ phiếu tăng trưởng tốt giống như các key mà nhóm đã tìm được trong những thời gian trước, như các cổ phiếu HAH này, DGC này, hay là những cổ phiếu về phân bón, để câu chuyện về chiến tranh đấy, thì đều được chia sẻ ở các clip, hay các clip về thủy sản nữa là những clip chuyên sâu nhóm đã cùng chia sẻ. Anh chị em nào chưa theo dõi các clip trước đây thì mọi người có thể xem lại để xem rằng team mình đã tìm thấy những cổ phiếu như vậy đấy ở trong những cái thời điểm mà nó chuẩn bị bùng nổ đấy, và hãy tin tưởng rằng với những cái câu chuyện mới của nó, cổ phiếu hoàn toàn có thể tăng trưởng được đấy. Và cái thời điểm mua mọi người sẽ phải canh nhé, đấy thì nhóm mình sẽ chia sẻ cái cơ hội. Còn thời điểm mua anh chị em nhớ rằng mọi người sẽ phải tuân thủ kỷ luật này đấy, và nhóm mình cũng sẽ, nếu mà anh chị nào mà chưa biết được cách mua bán giải ngân cho phù hợp, mọi người có thể inbox riêng cho nhóm để được vào những cái team hỗ trợ chuyên sâu. Đấy, còn buổi hôm nay thì Tâm và Phúc sẽ gọi là đi tìm kho báu đi. Đấy, gọi là một cái clip gọi là đi tìm kho báu để đi tìm những cơ hội trong 6 tháng cuối năm tới, những cổ phiếu được hưởng lợi thiên thời. Thế tại sao hôm nay thì là cái chủ đề ngày hôm nay nhóm mình lại muốn đề cập đến là nhóm bất động sản khu công nghiệp, đúng không ạ? Thì cái câu chuyện thì mình cũng đã nói với anh chị từ đầu cái buổi gọi là review ngày hôm nay, gọi là cái buổi nhận định ngày hôm nay đấy, là phân tích chuyên sâu đấy, là bất cứ một ngành nghề nào ở trên xã hội này nó vận hành thì nó đều có những cái phễu thông nhau, đúng không ạ? Ngành nghề kinh doanh đấy, các ngành nghề kinh doanh ở trên xã hội, nếu mọi người có một cái gọi là kiến thức đủ rộng này, mọi người nhận định được, thì nó là những cái thông tin cực kỳ quan trọng và cực kỳ giá trị để giúp cho mọi người đầu tư một cách rất là hiệu quả cho mọi người nhé. HAH mình nhớ là cái năm mà mình năm ngoái 2021 mình có chia sẻ với mọi người giai đoạn cổ phiếu ở những cái thời điểm nó chỉ còn giá 20 đấy, và cái lý do vì sao mình chia sẻ đó chính là cái việc mà những cái đối tác Trung Quốc của mình, những người bạn đấy rất là lâu năm ở trên các nước ở trên thế giới, Mỹ này, Trung Quốc này đấy, họ nói chuyện rằng là giai đoạn đó là giá cước tàu tăng tăng rất là mạnh bởi vì cái chuỗi cung ứng đang bị đứt gãy, nhiều lý do đấy, và lý do trực tiếp đó chính là dịch bệnh, thêm vào đó nữa là những cái tình hình sản xuất cuối năm của các nước như là châu Âu ấy, hay là Mỹ, họ sẽ tiêu thụ hàng hóa đặc biệt mạnh vào những thời điểm đó và làm cho giá cước tàu là tăng lên đột biến, đúng không ạ? Và nếu mà mọi người không hiểu những câu chuyện như vậy, mọi người không đo lường được và mọi người hiểu nó một cách sơ sài thì mọi người sẽ không dám mua cổ phiếu khi mà nó đang có những cái thời điểm bứt phá đấy, giống như những mô hình Mark Levin kiếm rất là nhiều tiền khi mà cổ phiếu vào một cái chu kỳ gọi là bùng nổ, về gọi là bùng nổ ấy đấy, và mọi người sẽ phải hiểu được vì sao nó bùng nổ đấy, mọi người giải được những cái bài toán câu hỏi như vậy thì mọi người sẽ tự tin mua cổ phiếu đấy. Thì cái lý do mà hôm nay mình review nhóm bất động sản khu công nghiệp thì cũng đến từ một cái nguyên nhân, đó chính là đối tác của mình, một trong những đối tác lâu năm của mình ở Trung Quốc đấy, và họ đã đặt vấn đề đề với mình, với nhóm của mình là hiện tại thì họ đang có rất nhiều khách hàng Đài Loan đấy, đang muốn thuê nhà máy và kho ở Hồ Chí Minh đấy. Và cái câu chuyện vì sao Đài Loan, Trung Quốc vừa rồi đang chuyển dịch sang Việt Nam thuê rất là nhiều, tí nữa mình và Phúc sẽ giải thích cho anh chị em. Đấy, thì
Đấy, cái câu chuyện là đối tác của mình lâu năm này, họ đang có rất nhiều những cái mối liên hệ là muốn thuê nhà xưởng ở Hồ Chí Minh. Đấy, và mới nhất đây ở trong tuần vừa qua thì có một đối tác muốn thuê một cái khu vực ở Hồ Chí Minh để làm kho này và làm công ty luôn. Đấy, cái diện tích khoảng 1.000 đến 1.500 mét vuông thôi. Đấy, tuy nhiên thì đây cũng chỉ là một trong rất nhiều các khách hàng đang liên hệ với họ. Đấy, và tháng tới thì team cũng sẽ bay vào Hồ Chí Minh để trực tiếp đi giới thiệu các khu vực bất động sản, khu công nghiệp để tiềm năng cho đối tác. Đấy, tại vì chứng khoán và bất động sản thì đều là những cái phễu rất là thông nhau. Nếu mà các bạn đủ hiểu, đủ có kiến thức đủ sâu ấy, thì các bạn có thể là làm được rất nhiều mọi thứ nhé. Tri thức lúc này là tiền ấy. Đấy. Và đấy, cái câu chuyện của anh bạn của mình như vậy thì đấy chính là một trong những cái gọi là ý tưởng để giúp cho nhóm làm một cái clip chuyên sâu ngày hôm nay, và để nhìn nhận cái nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp giúp cho anh chị em có thể là có những ý tưởng đầu tư trong thời gian tới. Đấy, thì lý giải vì sao mà lại có cái sự chuyển dịch trong thời gian vừa qua. Đấy, sự chuyển dịch này ấy, năm 2018-2019 mình nhớ rất rõ là cái việc mà Trung Quốc và Mỹ đang có những tình hình căng thẳng đấy, liên quan đến việc mà thuế, gọi là những cái việc mà xuất siêu ấy và nhập siêu ấy, và cái việc mà Mỹ gọi là nhập khẩu Trung Quốc quá nhiều làm cho cán cân của nhập khẩu và xuất khẩu của Trung Quốc và Mỹ song phương ấy nó quá chênh lệch diễn ra. Và lúc đấy thì cái việc mà gọi là áp thuế rất nhiều các mặt hàng của Trung Quốc xuất sang Mỹ, nó làm cho chiến tranh thương mại ở Mỹ và Trung Quốc bùng nổ. Lúc đấy thì các câu chuyện liên quan đến FDI nổ nổ ra đấy, và sự chuyển dịch của các doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam cũng rất là nhiều, hay là Trung Quốc sang khu vực Đông Nam Á cũng rất là nhiều, và nó làm cho các cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp thời điểm đó hay các doanh nghiệp xuất khẩu thời điểm đó cũng tăng giá rất là mạnh. Thì năm nay một cái câu chuyện tương tự cũng quay trở lại đấy, đó chính là việc mà số ca nhiễm COVID nội địa xác nhận của Trung Quốc từ thời điểm mùng 1 tháng 6 2022 đến mùng 10 tháng 8 2022, tức là chỉ trong vòng 3 tháng, số ca nhiễm bệnh tăng một cách kỷ lục. Thì các bạn có thể xem này, mùng 10 tháng 8 2022 so sánh với mùng 8 tháng 8 2022, cách 2 ngày thôi mà số ca của nó đã tăng lên gấp đôi đấy trong một ngày, để cho thấy là cái việc mà biến thể mới COVID-19 nó làm cho tình hình dịch bệnh của Trung Quốc diễn ra rất là phức tạp. Và thêm vào đó nhá, mọi người hiểu rằng là cái vaccine của Trung Quốc ấy nó cũng có những vấn đề nhất định, vì thế thì châu Âu và các nước gọi là quốc gia Mỹ chẳng hạn, họ không công nhận gọi là vaccine của Trung Quốc cho một cái thời hạn dài đâu. Đấy, đây là những yếu tố mà cũng có thể là một trong những nguyên nhân mà khiến cho dịch bệnh của Trung Quốc vẫn tiếp tục bùng nổ, có thể là vaccine của họ đang không hiệu quả chẳng hạn. Và họ khi mà các gọi là công dân của họ tiêm vaccine của chính nước họ, vaccine ấy, thì khi mà họ sang nước ngoài ấy, cũng không được công nhận cái hộ chiếu vaccine. Đấy, đấy là một trong những cái lý do mà mình nghĩ là nó cũng đang khá là quan ngại. Và số ca nhiễm COVID tăng mạnh trong tháng 8, biến thể mới như vậy thì dẫn đến cái việc đứt gãy chuỗi cung ứng của nhiều doanh nghiệp Trung Quốc và các doanh nghiệp của nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc, ví dụ như là các tập đoàn như Apple chẳng hạn, hay là tập đoàn trong nước như Xiaomi, họ cũng đang chuyển dịch gọi là chuỗi cung ứng của họ sang nước ngoài. Mới đây nhất thì Apple cũng đã chuyển dịch cái dây chuyền sản xuất Apple Watch sang Việt Nam, thì tí nữa cái câu chuyện đấy thì mình sẽ phân tích kỹ hơn. Đấy. Và tiếp đó là những căng thẳng chính trị giữa Trung Quốc và Đài Loan, hay nói trực tiếp là Trung Quốc và các nước thân Mỹ. Đấy, đúng không ạ? Thì trước đây thì cái câu chuyện Trung Quốc và Đài Loan thì chắc hẳn là mọi người cũng nắm được rồi. Và giai đoạn là gần đây ấy, khi mà tiếp tục gọi là căng thẳng trở lại, thì cái việc mà Trung Quốc tập trận ở gần Đài Loan nó cũng làm cho cái tình hình mà gọi là tàu bè này luân chuyển từ Trung Quốc này sang các nước ngoài ấy, nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và thậm chí là có những lô hàng từ Trung Quốc gọi là xuất đi ấy, nó bị delay đến 10 đến 14 ngày. Ở như vậy thì những doanh nghiệp mà họ sản xuất tại Trung Quốc xong là họ xuất khẩu ra nước ngoài là chết, đúng không ạ? Thế mọi người hiểu rằng là trong một cái chuỗi cung ứng của một sản phẩm ấy, chỉ cần đứt gãy 10 đến 14 ngày thì tất cả những cái khâu còn lại của nó bị ảnh hưởng. Đấy, và làm cho cái chi phí của sản phẩm nó tăng lên rất là nhiều, và làm cho cái lô hàng đấy có thể là họ bị lỗ. Đấy, nó kéo theo hệ lụy rất là nhiều nha mọi người nhé. Và cái việc mà chuyển dịch FDI cũng là một cái câu chuyện giai đoạn gần đây được rất nhiều media, báo đài, không chỉ Việt Nam mà quốc tế nói đến. Đấy,
Và tiếp đó nữa là cái chính sách không ca Covid tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Trung Quốc này. Đấy, nó làm cho 11 công ty bất động sản vỡ nợ. Đấy, cái việc mà Covid là một này, làm cho cái thanh khoản của bất động sản Trung Quốc bị giảm mạnh nhá. Và thứ hai đó nữa là những cái vụ việc liên quan đến Evergrande, hay là cái việc là gần đây nhất là ngân hàng Trung Quốc. Đấy, nó làm cho cái làn sóng biểu tình của người dân diễn ra rất là mạnh, cho thấy là Trung Quốc đang gặp rất nhiều vấn đề ở vấn đề nội tại trong đất nước nhá, đúng không ạ? Đấy, trái phiếu nước ngoài 203 tỷ USD này, giá bất động sản giảm rất mạnh này, tỷ lệ nhà bỏ trống cao nhất thế giới. Đấy, và bây giờ Trung Quốc lại phải đối mặt với một cái đợt gọi là hạn hán tồi tệ nhất trong 60 năm qua, làm cho Trung Quốc bị thiếu điện. Đấy, cắt giảm rất nhiều các nhà máy sản xuất tại Trung Quốc, cho thấy rằng cái việc mà chuyển dịch FDI sẽ là bài toán rất lớn của các doanh nghiệp, các nhà máy ở Trung Quốc sang các nước lân cận. Có thể là các nước Đông Nam Á sẽ là các đất nước được hưởng lợi mạnh nhất. Tại vì dù sao, chuyển dịch một dây chuyền máy móc từ Trung Quốc đấy sang một cái đất nước, một cái khu vực lân cận mới nổi, đấy có những cái thuận lợi vĩ mô, thì nó sẽ tiết giảm được chi phí hơn rất là nhiều. Nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp tối ưu được lợi nhuận. Đấy, và sẽ gọi là tiếp tục là phát triển về cái biên lợi nhuận gộp của mặt hàng mọi người đang của các doanh nghiệp đang sản xuất. Đấy thì nhóm mình sẽ phân tích kỹ hơn đấy trong những cái mục tiếp theo. Đấy, thì Phúc sẽ nói về cái việc mà vì sao Đông Nam Á lại là điểm đến của cái làn sóng FDI từ Trung Quốc chuyển dịch sang, hay nói cách khác là không chỉ ở Trung Quốc ấy, mà các đất nước đã đặt nhà máy của tại Trung Quốc sẽ cũng sẽ có cái làn sóng chuyển dịch tương tự như này. Đấy, họ sẽ chuyển dịch sang các đất nước Đông Nam Á. Đấy, thì Phúc sẽ phân tích vì sao lại có những cái sự chuyển dịch sang khu vực Đông Nam Á từ các doanh nghiệp như vậy. Đó thì cũng như là như Tân vừa chia sẻ mọi người ấy, thì tại cái câu chuyện tại sao chúng ta lại hướng đến bất động sản khu công nghiệp và cái sự chuyển dịch nó xảy ra từ nhiều vấn đề phát sinh từ Trung Quốc. Trung Quốc thì chúng ta thấy là đúng là công xưởng của cả thế giới rồi. Đó. Và khi mà có một sự chuyển dịch nhỏ từ Trung Quốc thôi cũng là một cái hưởng lợi rất lớn cho những nước khác trong khu vực. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là gì? Đông Nam Á ở rất giáp với cả Trung Quốc. Chính vì vậy có một địa thế vị trí địa lý khá là gần. Đó thì ở đây chúng ta nhìn thấy tổng cục đây, Trung Quốc ở đây, bên cạnh đây thì là Myanmar, Thái Lan, Việt Nam này, Malaysia, Indo này, đấy khá tiếp cận gần với Trung Quốc. Và Đông Nam Á là khu vực sẽ hứng được cái dòng dịch chuyển mạnh nhất từ Trung Quốc sang, khi ở Trung Quốc đang gặp rất nhiều vấn đề từ chính trị này cho đến vấn đề là gì, phòng chống dịch này đó, và điều kiện tự nhiên như kiểu thiếu điện này đó. Khi gặp những cái vướng mắc đó thì bản chất các doanh nghiệp họ sẽ phải đi tìm cái sự thay đổi, và thay đổi ở đây đó chính là họ chuyển dịch cái FDI của họ sang những cái nước lân cận. Vậy thì những cái nước lân cận như vậy chúng ta sẽ hướng đến nước nào sẽ là nước được lựa chọn ưu tiên? Ở đây team mình vẫn phân tích đó chính là Việt Nam. Nhưng mà tại sao Việt Nam lại lựa chọn ưu tiên, thì chúng ta sẽ đi vào những cái cụ thể chi tiết. Thứ nhất đó chính là về vị trí địa lý. Về vị trí địa lý mọi người có thể nhìn thấy trên cái bản đồ này thì gần như Việt Nam là một đất nước tiếp giáp trực tiếp với cả Trung Quốc đó, và Việt Nam có một cái đường bờ biển rất là dài đó, kéo dài từ Nam tới Bắc đó, từ Bắc tới Nam, với các cảng lớn nước sâu như Đình Vũ này, Cát Lái, Cái Mép, Thị Vải, có thể vận chuyển luân chuyển hàng hóa rất thuận tiện và nhanh chóng đi khắp các nơi trên thế giới đó, với cái cảng chúng ta xây dựng càng ngày càng nhiều, mở rộng và đường bờ biển rất là dài đó. Thì Việt Nam cái vị thế địa lý về việc là gì, về mặt đường biển là tốt, là thuận lợi nhá. Cái thứ hai là về mặt đường bộ, Việt Nam lại giáp với cả Trung Quốc, Lào, Campuchia, thuận tiện cho cả vận chuyển đường bộ nữa đó. Thì gần như là gì, cái khâu vận chuyển thuận lợi sẽ tiết giảm được cái chi phí cho những cái doanh nghiệp khi họ đặt các cái công xưởng sản xuất ở Việt Nam đó. Chính vì vậy ví dụ chúng ta so sánh với cả những nước như Indo hay là Philippines, đó chính là những cái nước mà nó là hình thành là rất nhiều đảo đó, thì khi đó nó ở xa so với những cái Trung Quốc là một này. Thứ hai là để vận chuyển giữa đảo và đất liền nó đi nó sẽ mất rất nhiều chi phí đó. Và thứ hai là cái về xây dựng cái hệ thống về cầu cảng của nó cũng không thể thuận tiện bằng Việt Nam được. Chính vì vậy để lựa chọn trong một khu vực được dịch chuyển của FDI nhiều nhất, team mình vẫn bình chọn cho Việt Nam vẫn là nước đứng đầu. Vậy thì bên cạnh cái vị trí địa lý như vậy, chúng ta sẽ còn có những cái thông tin gì mà chúng ta lại đi lựa chọn Việt Nam sẽ là đất nước thu hút được cái dòng dịch chuyển này nhất? Chúng ta sẽ vào cái phần tiếp theo, đó chính là gì, cái thông tin liên quan đến việc là chính trị đó. Ở đây Tân mở sang phần 2 thì ở đây là gì, bên cạnh cái vấn đề địa lý này lại thêm chính trị, thì chính trị ở Trung Quốc đúng là có ra xung đột giữa
bao nhiêu năm nay mọi người có thấy được sự ổn định không ạ? Mọi người đang sống trong một đất nước gần như gọi là đất nước hòa bình của thế giới đấy. Chúng ta không xảy ra những cái xung đột chiến tranh như trên thế giới như Nga hay Ukraine, dân không phải đi tị nạn đó, hay là những cái xung đột như Trung Quốc và Đài Loan làm cho những nhà đầu tư kinh doanh rất là hoang mang, kể cả thị trường chứng khoán biến động rất là mạnh. Thì ở Việt Nam hiện tại thì chúng ta đã có những cái minh chứng gì? Thứ nhất là về việc Việt Nam đang dần khẳng định được những cái vị thế trên thị trường quốc tế khi trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đó, chúng ta thấy được là gì? Đây là hình ảnh minh chứng cho việc là Việt Nam càng ngày được thế giới ghi nhận nhiều hơn trong cái việc giữ được một cái nền kinh tế chính trị ổn định và xứng đáng sẽ là một cái đất nước để thu hút được dòng vốn FDI từ các nước trên thế giới vào. Bởi vì khi doanh nghiệp kinh doanh ấy, họ rất cần cái sự ổn định về chính trị, bởi vì xảy ra biến động chính trị họ không thể ngày mai họ mang hết cái tài sản họ đầu tư như những cái nhà xưởng máy móc hay là những cái họ thành lập lên ở Việt Nam họ mang đi khỏi nước Việt Nam ngay lập tức được. Chính vì vậy một đất nước có lợi thế về tình hình chính trị sẽ là đất nước được ưu tiên trong vấn đề thu hút dòng vốn FDI. Đó. Bên cạnh đó có những cái minh chứng như là gì? Vì có những bài báo viết về Việt Nam lọt top vào 10 nơi đáng sống nhất cho người nước ngoài. Đấy, năm 2021. Đó, đó là những cái mà chúng ta phải ghi nhận là chúng ta đang ở một đất nước là sống và được rất là yên bình này, xong rồi lại được là gì? Con người các nước trên thế giới đánh giá cao về cái môi trường này. Chính vì vậy khi đó nó sẽ thu hút được các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam làm việc. Đây chính là cũng tạo điều kiện về thu hút chất xám cũng như nguồn lực từ các tổ chức lớn trên thế giới. Đó. Chúng ta có thể thấy được là gì? Trước giờ Việt Nam mình ấy, toàn bị hút chất xám từ các bạn trẻ đi du học xong không về nước. Đấy. Thì bên cạnh đó bây giờ là gì? Việt Nam mình lại đang được ghi nhận là đất nước lại thu hút lại những cái chuyên gia đó khi họ sang đây họ điều hành các cái khu công nghiệp hay các nhà máy đó giúp cho phát triển công nghệ của Việt Nam tốt hơn. Thì đấy chính là một trong những cái mà mình đang thấy là rất tích cực cho Việt Nam trong vấn đề là gì? Có một nền kinh tế chính trị ổn định này, một đất nước có những cái văn hóa cũng như là cái môi trường để thu hút được những người tài ở bên nước ngoài họ sẵn sàng sinh sống ở đây. Đó. Chính vì vậy đây cũng là những cái điều kiện thuận lợi để những doanh nghiệp có vốn FDI họ đầu tư vào, họ thấy là gì, một cái vị trí thuận lợi, một cái tình hình chính trị ổn định và những cái nguồn nhân lực tiềm năng có chất xám cũng sẵn sàng đến. Đó thì đó là cái điều số 2 mà chúng ta đánh giá là gì, Việt Nam đang có một cái lợi thế so với những nước bạn trong khu vực. Thì tiếp theo chúng ta sẽ có một cái lợi thế số 3. Anh có thể chuyển sang cái slide số 3 cho mình. OK, thì nói về cái điều kiện thứ hai đó chính là tình hình chính trị này, với lại cái việc mà Việt Nam lọt top 10 nơi đáng sống nhất ở trên thế giới. Thì người bạn của mình ấy thì mình cũng đã chia sẻ ở trong đầu clip ấy, thì anh đấy khi mà sang Việt Nam này, thưởng thức ẩm thực này, tiếp cận với lại con người Việt Nam thì người ta đã nói rằng là đất nước của bạn tuyệt vời quá đấy, và anh ấy bảo là tôi rất muốn sống ở đây đấy. Thứ nhất là đồ ăn rất là ngon đấy, và thứ hai nữa là rất là thân thiện đấy, gần như là mọi thứ con người ở Việt Nam thân thiện thì đó là một trong những cái đặc sản thương hiệu rồi đúng không ạ? Đấy, thêm vào đó nữa thì giai đoạn vừa qua thì cũng có rất nhiều các người bạn của mình đã sinh sống và làm việc ở nước ngoài cũng đưa ra nhận xét rằng ở các nước châu Âu hay các nước Mỹ ấy, cái động lực ở cho cái những cái người trẻ tuổi nó không nhiều, tại vì đất nước bản thân những cái đất nước như vậy ấy, thì dân số của họ đã già hóa rồi và bản thân cái nền kinh tế của họ cũng đang ở cái mức gọi là các nước phát triển. Vì thế thì cái dư địa để cho người trẻ, để cái ao để cho người trẻ vùng vẫy nó rất là ít. Và như Phúc hay là rất nhiều anh chị em đều thấy là dạo gần đây thì rất nhiều những cái thủ khoa hay là đường lên đỉnh Olympia, những cái gọi là học sinh mà đạt giải vô địch ấy, thì cũng đang có xu hướng là quay trở về Việt Nam để đóng góp cho xã hội và đóng góp cho nền kinh tế ở Việt Nam. Và những cái người như vậy thì cũng rất là thành công, và thậm chí là họ cũng có chia sẻ cái câu chuyện khởi nghiệp đấy, cũng rất là truyền cảm hứng cho những cái lớp trẻ của Việt Nam, được được không ạ? Đấy thì cũng là một trong những cái câu chuyện mà giúp cho những cái du học sinh ở nước ngoài về du học chẳng hạn, họ sẽ có những động lực để quay trở về nước đấy, lập nghiệp cũng như là đóng góp thêm cho Tổ quốc. Và tiếp theo theo đó nữa, thì là đó chính là những cái chính sách hỗ trợ của chính phủ. Thì Phúc sẽ chia sẻ lại những cái chính sách mới như này thì nó sẽ hỗ trợ như nào cho các doanh nghiệp khi mà họ phát triển bất động sản khu công nghiệp đấy, cũng chia sẻ. OK, thì như mọi người cũng thấy trên màn hình đây, cái chính sách mà gần đây chính phủ mình đang hỗ trợ đó chính là một cái nghị định mới được ban hành, gọi là nghị định 30 năm, đó 35 của năm 2022 và nó về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế ban hành vào ngày 28 tháng 5 và có hiệu lực bắt đầu từ 15 tháng 7. Đó thì mọi người có thể hiểu đơn giản như này này, ở Việt Nam mình ấy,
về cái pháp luật và chính sách hỗ trợ các dự án rất là quan trọng. Gần như mọi người thấy có rất nhiều dự án liên quan đến bất động sản bị đắp chiếu rất nhiều năm. Bởi vì nếu như không có sự hỗ trợ của chính phủ về việc là làm đơn giản hóa các thủ tục pháp lý đi. Đó. Ví dụ như mọi người thấy ở Việt Nam mình lên xin các thủ tục pháp lý ở trên các cơ quan nhà nước ấy, rất là rườm rà phức tạp. Hầu như ai cũng thấy kêu là khó chịu và mất thời gian bởi vì cái tư duy cũ từ ngày xưa nó vẫn bị tồn đọng phần nào đến cái thủ tục hành chính của Việt Nam mình. Đó, lên các cô các bác ở trên đấy là rất là khó tính và cũng yêu cầu quá nhiều thủ tục. Nếu mà chúng ta duy trì cái như vậy thì gần như là nước ngoài họ vào làm việc họ sẽ cảm giác như là gì? Chúng ta không mở cửa và chúng ta không hỗ trợ cho họ thì làm sao mà hút được nhiều được cái dòng FDI đúng không ạ? Nhưng mà gần đây là gì? Khi Việt Nam mình đang bước vào thời kỳ phát triển kinh tế, một đất nước đang phát triển và đẩy mạnh về phát triển về công nghiệp thì chính vì vậy mà chính phủ đã đưa ra những cái chính sách và nghị định hỗ trợ cho cái việc phát triển bất động sản khu công nghiệp đó, và nó cụ thể hóa bằng những cái việc nó như là gì, bỏ thủ tục thành lập khu công nghiệp đó thì nó sẽ rút ngắn được cái thời gian cũng như đơn giản cái quy trình về đầu tư vào bất động sản khu công nghiệp đó. Đây là một cái điểm nhấn rất là quan trọng mọi người nhé. Cả trong quá trình đầu tư ấy, một cái thủ tục thôi đôi lúc có thể mất đến cả vài tháng, mất theo năm đó, thì bị ở gần đây là gì, cái chính sách mới sẽ giúp cho cái rút ngắn thời gian đi đó, chúng ta sẽ tiết giảm được cả những cái chi phí hay là dòng vốn bị tồn đọng. Cái thứ hai đó chính là gì, liên quan đến cái tỷ lệ lấp đầy thì ở gần ở đây là gì, cái nghị định mới sẽ không giới hạn được cái việc là gì, cái tỷ lệ lấp đầy phải tối thiểu trên 60%, tức là nó đảm bảo cho cái việc là trước đây nó yêu cầu một cái yêu cầu khá cao là khi mà đầu tư một khu công nghiệp đấy, yêu cầu chủ đầu tư phải làm sao làm được cái việc là lấp đầy được cái tối thiểu 60%, và bây giờ nó sẽ không được áp dụng nữa và nó sẽ nới lỏng hơn để các chủ đầu tư khu công nghiệp mới có năng lực họ sẽ sẵn sàng đầu tư vào đó, họ không bị những cái rào cản như là gì, bây giờ tôi phải đánh giá xem là liệu là gì, tôi có cho thuê được hay không, hay là cái tỷ lệ lấp đầy của tôi có đảm bảo hay không đó, thì ngày xưa là chúng sẽ phải đánh giá rất là khắt khe cái tiêu chí này đó. Bên cạnh đó sẽ có thêm một cái chính sách mở nữa, đó chính là gì, trao quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và các cấp địa phương có thể là gì, điều chỉnh địa điểm, điều chỉnh quy mô diện tích lập quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, thay vào đó là trước đây là chúng ta sẽ phải lên hẳn cơ quan trung ương. Chúng ta có thể thấy là gì, rất nhiều các cấp bậc ở Việt Nam mình, xã này, huyện này, tỉnh này và trung ương, để mà lên cái cấp cao nhất như là trung ương ấy thì sẽ gặp rất nhiều cái thủ tục vướng mắc, và bây giờ chúng ta đã bỏ được đi một khâu, đó chính là thay bằng khâu trung ương chúng ta chỉ cần ở cấp tỉnh thôi là có thể quyền quyết định rất nhiều cái điều chỉnh quan trọng liên quan đến cái một cái dự án. Chính vì vậy nó cũng góp phần rút ngắn cái thời gian trong quá trình đưa dự án đi vào triển khai đó, triển khai để đi vào vận hành. Chính vì vậy là trên tổng thể cái nghị định mới này mình đánh giá là gì, chính phủ đang đồng hành cùng doanh nghiệp và hỗ trợ rất nhiều cái việc là khuyến khích dòng tiền FDI đẩy vào Việt Nam và mở cửa cho họ về cái chính sách hỗ trợ về rút ngắn thời gian đi, giảm thiểu các chi phí cũng như là sự tồn đọng vốn của các doanh nghiệp nước ngoài đẩy vào Việt Nam mình. Đó, thì mình đánh giá là gì? Việt Nam mình đang là gì? Một đất nước gọi là quá thuận lợi so với các nước trên thế giới. Đó, đặc biệt là như Trung Quốc thì đôi lúc thủ tục cũng rườm rà chả kém gì Việt Nam mình đâu. Đó, thì Việt Nam mình bây giờ nhìn thấy cơ hội thì chính phủ phải nắm bắt lấy ngay khi có dòng vốn chuyển dịch sang Việt Nam. Đó, thì đây là một trong những cái mặt về mặt chính sách mà mình đánh giá rất là cao và nó sẽ khuyến khích được rất nhiều về dòng vốn của nước ngoài để về Việt Nam mình. Ok, những cái chia sẻ mới của Phúc mình thấy rất là hay. Tại vì chính sách hỗ trợ của chính phủ giai đoạn vừa qua cũng cho thấy rằng chính phủ Việt Nam cũng rất là nhanh nhạy đấy, và cũng nắm bắt xu hướng và cũng hỗ trợ đấy cái làn sóng FDI này về Việt Nam tối ưu đấy, tối đa để giúp cho các doanh nghiệp đang có ý định đầu tư về Việt Nam có được những cái cơ hội cũng như là những cái tốc độ mà họ giải ngân vốn một cách nhanh nhất, đúng không ạ? Thì như vậy là sẽ giúp cho các gọi là khu vực bất động sản này và cái nguồn vốn FDI được luân chuyển một cách nhanh nhất đấy. Và như Phúc, như anh chị em nhà đầu tư thì cũng biết đấy, thì ví dụ như là trong cùng một khi mà mọi người đi chợ thì ví dụ như mọi người muốn mua một mặt hàng rau chẳng hạn thì có rất nhiều người bán đấy, ví dụ như là 4-5 người bán chẳng hạn, thì cái việc mà mọi người sẽ phải tham khảo giá ở các khu vực đấy, tham khảo giá của các đối thủ để mọi người xem là cái nhà nào bán cho mọi người mớ rau hợp lý nhất, đúng không ạ? Thì cái việc mà gọi là các doanh nghiệp mà họ giải ngân FDI thì họ sẽ phải tham khảo rất nhiều các địa điểm
đấy, mình lấy ví dụ như anh bạn mình chẳng hạn, khi mà hỏi ví dụ như là thuê một cái khu đất này chẳng hạn, thì anh ấy sẽ tham khảo các chính sách này, giá cả này, đấy, của Việt Nam này, của Malaysia này, của Philippines này, của Indonesia, rồi anh ấy so sánh là thuê khu vực nào thì hiệu quả, đấy, và có tính tối ưu về chi phí hơn. Đấy, thì mình cũng sẽ có một cái bảng phân tích đấy, các đối thủ cạnh tranh của Việt Nam trong thị trường bất động sản khu công nghiệp về hai tiêu chí chính, đó chính là giá thuê trên mét vuông đấy, và chu kỳ thuê. Và thứ hai đó nữa chính là cái việc mà gọi là thu nhập của người lao động, tức là trả cho nhân công ấy, thì cũng sẽ có những cái sự khác biệt, đúng không ạ? Thì Phúc sẽ làm nổi bật hai cái vấn đề này giúp cho anh chị em hiểu được rằng là Việt Nam đang có những lợi thế rất là lớn. Ok, thế thì mọi người có thể thấy là gì? Chúng ta đã có những cái lợi thế về mặt tổng thể, về chính sách hay cũng là gì, chính trị. Nhưng mà thêm vào cái nữa, một cái mà khi người ta quan tâm nhất, giống như các bạn cũng đi chợ thôi, hoặc là những nhà đầu tư, các bạn nghĩ đơn giản cho mình thôi là gì? Chúng ta có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Vậy cạnh tranh nhiều nhất đó chính là về giá. Vậy thì khi mà người ta đầu tư vào bất động sản công nghiệp tại Việt Nam, người ta sẽ quan tâm cái ảnh hưởng lên trực tiếp cái nguồn tiền của người ta, đó chính là giá thuê tại đây như thế nào. Thì chúng ta sẽ có một cái biểu đồ so sánh giá đất khu công nghiệp tại các nước ASEAN trong năm 2021 đó. Thì chúng ta có thể thấy là gì, ở đây nước nào đang là cao nhất, đó chính là Singapore. Chúng ta cũng biết được là Singapore một đất nước diện tích đất rất là hạn chế và một đất nước cũng rất là phát triển, chính vì vậy nó cũng yêu cầu một mức thuê bất động sản khu công nghiệp rất là cao, hơn 400 đô đó, 400 đô trên một mét vuông. Trong khi đó ở đây mọi người nhìn trên tổng thể là gì, gần như Việt Nam đang ở mức thấp nhất trong khu vực đó. Thái Lan hay Malaysia cũng ở mức cao hơn rất nhiều, thậm chí gấp đôi so với Việt Nam. Còn đâu Singapore gấp 4 lần. Đó. Các đối thủ gần nhất thì như Indo hay Philippines thì mình chia sẻ mọi người là gì? Về vị trí địa lý nó không thể thuận lợi bằng mình như Việt Nam được. Mà Việt Nam lại còn có mức gọi là thấp, coi như là gì, khoảng quanh quanh khoảng 100 đến 120. Đó. Đối với Việt Nam mình là mức đấy lại là đang mức cao so với những nền năm trước đó. Và hiện tại so với các nước khác trong khu vực thì ở mức rất là thấp, gần như chỉ bằng 1 phần 2 đến 1 phần 4. Nếu mọi người đi chợ, mọi người mua một cái mặt hàng ấy mà giá của nó đang chỉ rẻ bằng một nửa hoặc chỉ bằng 1/4 so với mặt hàng khác ấy, mọi người có thấy quá là hấp dẫn hơn so với các nước bạn hay không? Đúng không? Thì ở đây về mặt giá là chúng ta đã cạnh tranh hơn hẳn rồi. Đó. Thế và khi cấu thành lên cái việc chi phí của họ không chỉ dừng ở giá nữa mà chúng ta còn gồm cái chi phí nhân công. Đó. Ví dụ như chúng ta để sản xuất ra một cái mặt hàng nhá. Nguyên vật liệu của nó là cái mà giá này chính là giá bất động sản khu công nghiệp rẻ đây. Thêm vào đó là gì, cái người lao động chúng ta thuê về để làm ra cái sản phẩm đó thì nó lại còn rẻ, còn thấp hơn ở mức gì 7 lần so với thế giới. Bình quân là lương lao động của Việt Nam chỉ 7 triệu trên một tháng thôi. Từ trước đến giờ chúng ta cũng đều biết đến những cái câu chuyện là gì, Việt Nam là một nước có nguồn lao động rẻ đó. Vì vậy mà những ngành như là kiểu gì, dệt may hay là da giày các thứ của chúng ta rất là phát triển, và chúng ta thường là nơi mà gì làm dệt may xuất khẩu sang thế giới rất là mạnh, là công xưởng gia công đó. Bởi vì cái nguồn lao động thuê ở Việt Nam mình gần như là rất là rẻ. Mọi người có thể thấy sống ở Việt Nam mình là rõ ràng là gì, lao động ở đây so với mức sống này mà so với trên thế giới thì thực sự là mọi người dùng tiền lương 7 triệu này mà sang thế giới chắc mọi người chỉ sống được theo ngày chứ không thể sống theo tháng được như ở Việt Nam mình đó. Thì với cái mức theo khảo sát nhé, mức trung bình lao động Việt Nam ấy khoảng tầm 300 đô đấy, tức là tương ứng 7 triệu, còn thấp hơn so với lao động trong khu vực là gì, khoảng gần 2.000 đô đó, còn đâu trên thế giới là hơn 2.000 đô đấy. Thì mọi người sẽ thấy được là gì, khi một doanh nghiệp đầu tư vào họ sẽ rất quan tâm đến những cái chi phí họ phải chi ra đó. Doanh thu lợi nhuận là một phần nhá, doanh thu lợi nhuận chúng ta sẽ hướng đến cái việc là gì, cái sản phẩm của họ có bán được đi các nước hay không thì chúng ta tính sau. Nhưng mà khi họ vào đây họ đã tiết giảm được chi phí hơn so rất nhiều các nước trên thế giới, đó chính là một cái điểm lợi thế mà mình nghĩ là gần như lợi thế hàng đầu mà các nước mà các cái dòng vốn FDI họ quan tâm đó. Thì ở đây là cái gì, là cái yếu tố mình đánh giá gần như là quan trọng nhất của việc là các dòng vốn quyết định vào đây. Ok, thì đây là cái điều này, thì Tân đánh giá sao về việc là Việt Nam mình còn mức thấp như này, có đánh giá là việc đời sống của chúng ta hơi thấp không? Theo mình thì vì Việt Nam là một đất nước sản xuất và có nền kinh tế đi lên từ nông nghiệp và đang cơ cấu sang công nghiệp và dịch vụ khá mạnh. Đấy thì cũng là một trong những cái điểm cộng của Việt Nam.
Đấy, khi mà Phúc thấy nhá, giai đoạn vừa qua thì lạm phát ở trên thế giới tăng rất là mạnh. Mỹ thậm chí là CPI chỉ số đã lên đến đầu 9. Đấy, tuy nhiên Việt Nam thì vẫn duy trì được mức CPI rất là hợp lý. Đấy, và nó là một trong những động lực để giúp cho Việt Nam tăng trưởng rất là tốt đúng không? Và không bị tác động quá nhiều bởi những cái chỉ số lạm phát của vĩ mô thế giới. Thêm vào đó nữa đấy, thì Tân cũng chia sẻ với Phúc một câu chuyện này. Đó chính là mà đối thủ của Việt Nam đứng thứ ba đấy, trong cái việc gia công may mặc ấy là Bangladesh. Giai đoạn vừa qua họ cũng phải gọi là phải phát điện đấy, tại vì Phúc biết vì sao? Tại vì họ cũng đang rơi vào một cái trạng thái là khủng hoảng năng lượng, một trong những cái khủng hoảng mà mình đánh giá là rất là khủng khiếp đấy, tại vì nếu mà không có điện này đấy, không có điện thì gần như là cái việc sản xuất sẽ bị đình trệ nhá, đình trệ nhá đấy, và họ phải phát điện bằng máy phát, tức là chạy bằng xăng ấy đấy. Giai đoạn vừa qua thì Phúc cũng thấy là cái việc mà giá xăng tăng rất là mạnh đúng không, thì khi mà nhà máy phải chạy bằng xăng để mà duy trì được cái việc mà sản xuất, duy trì đơn hàng ấy, thì nó là một cái việc rất là khủng khiếp. Và với những cái việc như thế thì Bangladesh giai đoạn vừa qua ấy bị chuyển dịch đơn hàng sang Việt Nam rất là nhiều, và thêm vào đó nữa thì các đối tác hay là các đơn vị đã đầu tư ở nhà máy ở Bangladesh họ cũng đang tính đến bài toán gọi là chuyển dịch ấy, cho thấy rằng là Việt Nam mình là một đất nước có các chỉ số về vĩ mô và các chỉ số nội tại rất là tốt đấy, giúp cho khi mà các yếu tố vĩ mô như là sóng năng lượng này, hay là mọi yếu tố chiến tranh này, hay là lạm phát này, thì Việt Nam đều có được những cái chỉ số mà mình đánh giá là mạnh hơn so với lại quốc tế, đấy, so với các nước khác. Và vì thế thì cái việc mà lương người lao động chỉ tầm 7 triệu trên một tháng ấy, thì mình đánh giá là cũng không phải là, tức là ở Việt Nam thì đây là một trong những mức lương mà đã sống rất là hợp lý rồi. Đấy, đấy, thì đánh giá là cuộc sống với mức lương 7 triệu ở Việt Nam là rất tốt. Đấy, và mình thấy là so với lại 2 3 năm trở về trước thì mức lương gọi là trung bình của người Việt chỉ khoảng tầm 5 triệu thôi, thì bây giờ cũng đã lên đến tầm 7 triệu rồi, thì cũng là một trong những cái sự nỗ lực rất là tốt của chính phủ và những cái chủ doanh nghiệp ấy, họ đang cố gắng là nâng cái cuộc mức trả cho người thu nhập ngày càng cao lên để giúp cho cái cuộc sống của người lao động ngày càng được gọi là cải thiện mạnh hơn. Đấy, thì mình cũng đánh giá là cái yếu tố về nội tại nó cũng đang được nâng dần lên. Đấy, mức lương 7 triệu năm nay thì sau khi mà gọi là FDI các thứ chuyển dịch về mạnh hơn chẳng hạn đấy, thì có thể là cuộc sống của người dân sẽ ok hơn đấy, thì cái mức lương nó sẽ dần tăng lên hơn. Mình nghĩ là nó cũng là những cái gọi là yếu tố tất nhiên thôi, cũng không cần phải quá là lo lắng đấy. Còn suy tức là còn khi mà so sánh với lại các thị trường lao động khác như là Thái Lan này, hay là thậm chí là các nước như kiểu Lào, Campuchia, thì mình thấy là Việt Nam mình vẫn là một đất nước có cái thu nhập cũng khá là khiêm tốn. Đấy, cũng chia sẻ với Phúc là như vậy. Khiêm tốn ở đây thì không phải là mức sống ở Việt Nam thấp, mà do là cái việc mà giá cả lạm phát ở bên các nước đang tăng rất là mạnh, và làm cho cái cuộc sống của người dân buộc chính phủ nó phải tăng lương lên cho người lao động. Không thì gần như là mua một mớ rau ở nước ngoài đắt gấp đôi Việt Nam thì lương hiện tại thì gọi là không đủ sống ấy. Đấy. Tiếp đó Rồi. thì Phúc cũng đợt vừa qua chắc là cũng xem báo đài nhiều, thì cũng thấy là cái câu chuyện giải ngân đầu tư công của chính phủ mình đoạn cuối năm diễn ra cũng rất là gọi là mạnh mẽ đúng không? Gọi là đốc thúc tiến độ liên tục. Đấy. Thì chắc là Phúc cũng nghe nói đến câu chuyện về gọi là sóng đầu tư công nhỉ. Thì Tân cũng nghe câu chuyện này cũng rất là nhiều, nhưng mà hẳn là anh chị em vẫn chưa link được cái việc vì sao mà sóng đầu tư công lại ảnh hưởng đến gọi là giá cho thuê đất của bất động sản khu công nghiệp đâu. Đấy, thì Tân cũng sẽ giải thích luôn. Đấy, tại vì cái này thì Tân cũng nắm được khá là rõ. Tại vì cái lý do như này, đấy, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công thì giúp cho cơ sở hạ tầng được hoàn thiện, kết nối giữa các khu công nghiệp. Đấy, thì anh chị em hiểu rằng như này nhé. Để mà luân chuyển, để mà sản xuất lắp đặt một mặt hàng thì nó cần phải đi qua rất nhiều các nhà xưởng đúng không? Đấy, ví dụ như là mình lắp ráp một cái xe xe đạp chẳng hạn, thì những cái bộ phận như là cái bê đan này, những cái tay cầm này, hay là gông xích các thứ ấy, thì phải gọi là dịch chuyển từ các chuỗi nhà máy với nhau và đến một cái nhà máy điểm đích để lắp ráp đúng không? Đấy, vậy thì trong những cái chuỗi cung ứng như vậy thì cái thời gian để mà gọi là tốc độ hoàn thiện một sản phẩm đấy càng nhanh thì giúp cho cái chi phí càng được gọi tiết giảm và cái biên lợi nhuận của doanh nghiệp càng được cải thiện. Đấy, mình lấy ví dụ như là sản xuất một cái tay cầm điện thoại chẳng hạn, ông sản xuất mất 3 tiếng này, xong ông vận chuyển đến một cái điểm hoàn thiện mất thêm 2 tiếng nữa chẳng hạn, thì
cái sản phẩm của ông hoàn thiện mất 6 tiếng hả? Đấy, lại cộng với lại chuyển từ cái nhà máy lắp ráp ra đến cái cảng để mà bán cho nước ngoài chẳng hạn, lại mất 3 tiếng nữa để 9 tiếng đúng không? Đấy thì thay vì thế thì khi mà hạ tầng được nâng cấp các đường cao tốc đấy, ví dụ như Biên Hòa Vũng Tàu này, Dầu Dây Phan Thiết này, đường cao tốc Bắc Nam này, cảng Cái Mép Thị Vải hay là và cảng Gemalink mà được hoàn thiện, thì cái thời gian mà vận chuyển từ những cái nhà máy lắp ráp đến cái nhà máy cuối cùng và đến cảng nó sẽ được rút ngắn đi rất là nhiều. Đấy, thay vì 9 tiếng như Tân vừa tổng hợp ấy, thì có những cái công đoạn nó chỉ còn 3 đến 4 tiếng thôi, như vậy là đã giảm đi một nửa. Đấy, và cái tốc độ hàng hóa nó được sản xuất nhanh như vậy thì sẽ tiết kiệm được cái chi phí về nhân công này, đấy, chi phí thời gian sản xuất này và các thủ tục tại cảng. Như Phúc biết nhé, Tân là một trong những người mà làm trong mảng logistics khá là lâu năm. Đấy, ví dụ như là ông sản xuất mà delay 9 tiếng chẳng hạn. Đấy, và không kịp giao hàng ra cảng ấy mà để nó tồn kho hay là nó gọi là phí phát sinh lưu kho tại cảng ấy, nó gọi là đội chi phí rất là nhiều. Và cái lý do hồi xưa vì sao mà các doanh nghiệp người ta né Việt Nam ra, tại vì cơ sở hạ tầng rất là kém và cái thời gian luân chuyển hàng hóa rất là lâu. Đấy, lâu như vậy khiến cho hàng hóa thường bị delay tại cảng rất là nhiều, phát sinh chi phí và họ sợ Việt Nam mình. Nhưng mà giai đoạn gần đây khi mà chính phủ họ, tức là chính phủ những cái nhà quan chức ấy, họ nhìn thấy những cái vấn đề cố hữu như vậy và họ đang cố gắng đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Đấy, một trong những cái huyết mạch phải chảy đúng không? Giải ngân như vậy thì giúp cho tất cả những cái gọi là hạn chế của ngành gọi là bất động sản khu công nghiệp sẽ được gọi là tháo cái nút thắt ra. Đấy. Và Phúc nhìn này, chi phí cho hạ tầng giao thông chiếm 52 tổng vốn đầu tư từ ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 đến 2025. Đấy, và cơ sở hạ tầng đầu tư rất là mạnh. Đấy. Và chúng tôi hay là những cái gọi là chuyên gia trong gọi là cái lĩnh vực tài chính, họ nhận định là cái giải ngân đầu tư công năm 2022 sẽ tăng 20 đến 30%. Đấy, thì đây cũng sẽ là một trong những động lực chính giúp cho bất động sản khu công nghiệp tăng rất là mạnh. Đấy, đồng pha với lại đầu tư công, tốc độ giải ngân đầu tư công. Đấy. Ok, thì với những yếu tố mà team mình vừa phân tích, mình và Phúc đã vừa phân tích từ vĩ mô, từ những lý do vì sao bất động sản khu công nghiệp ấy lại là những cái gọi là doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi. Đấy, từ vĩ mô, những bài toán đối thủ cạnh tranh này. Đấy, từ cạnh tranh các đối thủ trong Đông Nam Á này, thì bây giờ sẽ đến cái mục sâu hơn nữa, đó chính là các doanh nghiệp đấy gọi là cạnh tranh trong cùng lãnh thổ Việt Nam, đó là những cái doanh nghiệp mà bản thân họ là những đơn vị rất là mạnh trong bất động sản khu công nghiệp tại Việt Nam, có quỹ đất rất là mạnh và có tiềm năng tăng trưởng rất là tốt. Tuy nhiên thì khi mà FDI đổ dồn về thì những cái đơn vị này họ sẽ cũng cạnh tranh để làm sao hút được FDI nhiều nhất. Đấy, và Tân và Phúc sẽ đi sâu vào mục tiếp theo, đó chính là việc mà cổ phiếu nào, doanh nghiệp nào sẽ được hưởng lợi, và Phúc sẽ phân tích kỹ hơn về cái mục này cho anh chị em. Thì phần 1 sẽ là trong cái mục này ấy, thì sẽ chia thành hai phần. Phần 1 sẽ là tổng quan và tiềm năng về bất động sản khu công nghiệp của Việt Nam. Phần 2 là các cổ phiếu đáng đầu tư. Thì chắc là anh chị em cũng đã rất là nóng lòng để chuyển đến cái mục quan trọng nhất, đó chính là ba chữ cái đúng không ạ? Thì bây giờ nhóm mình sẽ phân tích kỹ hơn để anh chị em ngoài có cơ hội nắm bắt được cơ hội ra, thì mọi người sẽ hiểu hơn về cái vì sao những cái doanh nghiệp đấy sẽ là những doanh nghiệp được hưởng lợi nhiều nhất, được không ạ? Đấy. Okay. Thì trong cái một cái buổi nhóm mình review ấy, thì có bạn Nguyễn Oanh này, thì bạn có nhắn tin là em thấy nhóm mình phân tích khá hay, các anh phân tích nhóm bất động sản khu công nghiệp tiềm năng giúp em với ạ. Ai cũng bảo là hưởng lợi vĩ mô này nọ mà em không biết cách chọn cổ phiếu cho hiệu quả và có mức tăng trưởng tốt. Đấy, thì hôm nay thì mình cũng nhân một cái câu hỏi này thì mình sẽ trả lời trực tiếp cho bạn, và đây sẽ là những cái kiến thức gọi là đẻ ra tiền rất là mạnh cho anh chị em nhé. Thì mọi người nhớ ghi chép lại, thì cái mục tới này sẽ là những cái kiến thức gọi là rất là chuyên sâu, và mọi người sẽ lưu lại. Đấy, mọi người có thể là lưu lại clip này hoặc là có thể là share cho những anh chị bạn bè anh chị, những cái người cần ấy, chưa có phong cách đầu tư chuẩn. Đấy, và Phúc sẽ phân tích các tiêu chí lựa chọn bất động sản, các cổ phiếu của team mình nhé. Ok, thì như phần đầu thì mọi người đã nghe team mình chia sẻ về cái việc là yếu tố vĩ mô cũng như cái tổng thể để mọi người hiểu được rằng cái gì mà nó xuất phát lên cái ý tưởng đầu tư cũng như là những cái sự hưởng lợi. Bởi vì mọi người nhìn thấy cả năm 2020-21 ấy
là gần như những cái cổ phiếu mà tăng mạnh toàn là nhóm cổ phiếu hàng hóa. Nó được đẩy lên bởi vì hưởng lợi tính chu kỳ của việc là giá cả hàng hóa leo thang. Đó, rất nhiều cổ phiếu hàng hóa được hưởng lợi sau dịch Covid. Đó, thì nhiều cổ phiếu như là kiểu thép này, hưởng lợi này, phân bón này, hóa chất này, do giá cả hàng hóa leo thang. Nhưng sau đó mọi người nhìn thấy khi nó như nhóm thép này, nó rơi xuống đổ đèo cũng rất là nhanh, bởi vì cái giá của cái việc là cổ phiếu đấy, cái giá của nguyên vật liệu thép nó hết chu kỳ tăng rồi, nó bắt đầu lại tạo đỉnh và nó đi xuống. Vậy cái sự khác nhau của lần này team mình làm cái nhóm bất động sản khu công nghiệp là gì? Nó sẽ không giống như nhóm thép, cái sự hưởng lợi của nó không chỉ dừng lại ở thời gian là rơi khoảng tầm 1 đến 2 năm như vậy, mà bất động sản khu công nghiệp người ta dùng một từ gọi là cổ phiếu nhóm ngành không có chu kỳ. Đó, không có chu kỳ ở đây là hiểu là gì? Thường một nhóm ngành ấy, mà nó có chu kỳ, tức nó chỉ hưởng lợi trong 1-2 năm kết thúc và nó lại rơi vào tình trạng đao chen. Đao chen có thể là nó về nguyên cái đáy cũ của nó khi nó tạo ra một cái mặt bằng giá thấp mới, và doanh nghiệp bắt đầu lại một chu kỳ tăng trưởng khi lại có sự hưởng lợi thì nó mới quay đầu lại tăng. Hoặc là còn đâu, cái nhóm bất động sản khu công nghiệp mình nói là không chu kỳ, nó dựa trên những yếu tố nào? Là cái doanh nghiệp đấy liên tục là có tính chất được mở rộng. Mở rộng ở đây nó sẽ được mở rộng từ gì? Từ quy mô. Và khi đầu tư nhóm bất động sản khu công nghiệp, đôi lúc mọi người sẽ không phải lo ngại về thị trường đao chen. Một cái nhóm ngành mà liên tục nó sẽ được mở rộng, tức là nó sẽ duy trì được sự tăng trưởng. Bản chất để tăng trưởng được doanh thu, nó sẽ đến từ cái việc sản lượng và giá, đúng không ạ? Đúng không? Chúng ta đi mua một mặt hàng, nếu mà mặt hàng ấy liên tục sản xuất ra lại có người mua, có thể giá không tăng nữa nhưng mà số lượng người mua vẫn tăng lên, thì khi đó là gì? Cái việc doanh thu nó vẫn tiếp tục tăng và nó sẽ vẫn tăng trưởng được lợi nhuận. Và khi tăng trưởng lợi nhuận liên tục nhiều năm thì nó gọi là không có tính chu kỳ. Và bất động sản khu công nghiệp là một thuộc dạng đó. Bởi vì tại sao? Bởi vì nó có cái lượng quỹ đất vẫn đang tăng liên tục và không bị giới hạn. Đó, mọi người để ý cái điều đó nhé, là rất quan trọng nhé. Ví dụ nhiều cái giai đoạn hiện tại là nhiều cái cổ phiếu ấy, khi mà nó không tiếp tục mở rộng được quy mô nhé, nó bán ra không có người mua này, hoặc là nó cũng không còn hàng để mà bán liên tục nữa. Đó, thì khi đó là gì? Nó sẽ bị co hẹp lại và dần dần nó sẽ quay vào đao chen. Nhưng bất động sản công nghiệp lại khác. Mọi người sẽ thấy ở đây có hai đặc điểm của nó. Một là gì? Cái quỹ đất của nó tiềm năng rất là lớn và cứ hết nó lại bắt đầu tiếp tục được mở rộng. Và ở đây chúng ta sẽ chọn ngay cái việc là những doanh nghiệp có quỹ đất lớn như là gì? VGC, KBC, BKMX và IDICO. Ở đây là một cái biểu đồ thống kê cho mọi người nhé, về cái việc là gì? Cái tiềm năng về quỹ đất của nó, tức là cái quy mô của nó sẽ được mở rộng, doanh nghiệp sẽ liên tục có cái sản lượng để bán ra. Mà cái nhu cầu mua vào ấy, thì mọi người đã nghe như phần 1, đó chính là những cái yếu tố hưởng lợi từ việc là gì? Việt Nam mình được cái dòng tiền FDI đổ vào. Đó, cầu đổ vào này tiềm năng kéo rất dài và chúng ta chưa biết lúc nào là lúc dừng lại. Khi cái đất nước Việt Nam ấy đang có nhiều lợi thế ấy, thì càng ngày dòng tiền nó sẽ đổ vào càng nhiều, bởi vì các doanh nghiệp nó mở nhà xưởng đây không phải nó lại rút đi ngay được. Đó, nó không chỉ là vài quý vài tháng mà tự nhiên là lại bảo là gì? Chúng ta lại khu công nghiệp chúng ta dừng không vận hành nữa. Mà khi dòng vốn FDI đẩy vào, họ cũng nhìn một cái tương lai rất là xa. Họ có thể nhìn đến 5 10 năm. Đó, mọi người nhìn thấy cả một cái chu kỳ như vậy. Thì chính vì vậy khi dòng vốn vào nó cũng dựa trên cái yếu tố là gì? Việt Nam liệu có đáp ứng được cái việc là sau này dòng tiền quy mô lớn nó vào hay không? Đó, thì những doanh nghiệp nào mà còn kéo dài được cái việc đáp ứng như vậy sẽ là những doanh nghiệp được ưu tiên đầu tiên. Thì ở đây chúng ta thấy được bốn cái doanh nghiệp lớn nhất ở đây là gì? Mọi người nhìn có thể thấy cái phần màu xanh này này. Đấy, diện tích cho thuê có thể cho thuê năm 2025. Đó, thì ở đây là nhiều nhất chúng ta đang thấy là gì? VGC đang đạt lên cái mức khoảng tầm gần 2.500. Đó, tiếp theo bên cạnh đó là BKMX này. Đó, diện tích quỹ đất ba cái doanh nghiệp VGC, BKMX, KBC là đang nhiều nhất, nó rơi vào khoảng tầm chênh khoảng tầm gần hai hơn hai gần 2.000 cho đến gần 2.000 hecta sẽ được mở rộng cho có thể cho thuê đến 2025. Còn đâu diện tích có thể cho thuê cuối 2021, tức là gì? Vẫn còn cái đất sẵn sàng cho thuê ngay ấy. Tức là năm 2022 này của chúng ta, họ đang có sẵn những cái quỹ đất có thể cho thuê ngay để tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp ngay. Thì chúng ta nhìn vào một doanh nghiệp mà năm nay còn rất nhiều cái quỹ đất để tạo ra lợi nhuận ngay, để doanh nghiệp có hạch toán hàng quý trong 2022 này ra được báo cáo tăng trưởng. Kết hợp với đó là tương lai của nó, mọi người nhìn thấy là tương lai của nó còn rất dài này. 4 năm nữa. Đó, 4 năm nữa chúng ta còn rất nhiều quỹ đất, thậm chí sau 2025 còn nhiều tiềm năng hơn nữa. Lát nữa vào cái phần
Tiếp theo thì Tân sẽ chia sẻ các thông số về cả ngành bất động sản công nghiệp, mọi người sẽ hiểu được là tiềm năng của Việt Nam mình nó còn xa như thế nào. Nhưng hiện tại ở đây mình sẽ nói luôn về bốn cái mã mà team mình lựa chọn cho cái buổi phân tích ngày hôm nay, đó chính là VGC, BKMX, KBC và IDICO. Nó đến từ cái key lớn nhất, đó chính là quỹ đất nó còn rất là nhiều. Đó. Vừa quỹ đất nhiều về tương lai và vừa quỹ đất hiện tại sẵn sàng cho thuê, đấy là hai tiêu chí chính. Nó nói lên cái nhóm ngành bất động sản không có tính chu kỳ, cộng với việc là gì, tiềm năng tương lai nó không bị giới hạn, thì khi đấy nó gọi là không có chu kỳ, nó còn tăng trưởng mãi. Và có thể nhá, trong một năm cái nhóm ngành này sẽ có quý không tăng trưởng được so với cùng kỳ, nhưng quý sau lại tiếp tục duy trì tăng trưởng. Nó khác với các cái nhóm như là gì, năm ngoái mọi người thấy là gì, liên tục quý này tăng trưởng so với cùng kỳ và tăng trưởng so với cả quý trước, bởi vì lúc đấy nó hưởng lợi tính chu kỳ mà. Cái tính chu kỳ tức là gì, nó hưởng lợi một cách nó chỉ có đi dốc lên thôi. Nhưng mà ngành không có chu kỳ là gì, cái hướng của nó là hướng dốc lên, nhưng mà trong quá trình dốc lên nó sẽ có điều chỉnh dập dình lên xuống, bởi vì sẽ có những quý dự án nó không hạch toán thì khi đấy lợi nhuận nó lại sụt xuống. Thì đấy là cái điều đặc biệt chú ý để hôm nay mình chia sẻ với mọi người, cái tính chất chu kỳ hay là không chu kỳ một cổ phiếu. Nếu mọi người nắm giữ một cổ phiếu theo năm ấy, mọi người nên đầu tư vào những cổ phiếu không tính chu kỳ. Không tính chu kỳ tức là gì, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái biến động về giá cả quá nhiều. Đó, có thể giá bất động sản công nghiệp có giai đoạn chững xuống, nhưng mà cái việc doanh nghiệp đó vẫn liên tục có những cái sản phẩm mới, quỹ đất mới, và nó đưa vào khai thác, thì cái dòng tiền tạo ra từ cái sản lượng nó sẽ bù đắp được cái phần mà dòng tiền từ cái giá bán nó bị giảm. Đó, chính vì vậy tại sao mà team mình mới lựa chọn cái nhóm này cho giai đoạn này, bởi vì thị trường hiện tại nhá, mọi người nhìn thị trường chung gần như có một dấu hiệu của yếu tố downtrend đúng không ạ? Khi thị trường có điều chỉnh thì những cái nhóm ngành cổ phiếu này ấy, thậm chí nó vẫn có thể đi lên, và mọi người thấy được cái sức mạnh hiện tại của nó rất là mạnh. Nó có đi ngược và gần như là cái nhóm đầu tiên tăng giá khi thị trường chung ở dưới đáy. Đó, đó là cái dấu hiệu mà dòng tiền tổ chức họ tham gia với những cái nhóm cổ phiếu như này, bởi cái tiềm năng nhìn dài của họ rất là xa. Đó, để mọi người thấy được là cái yếu tố như vậy. Cái thứ hai thêm vào đó là gì? Cái nhóm bất động sản công nghiệp là giá cho thuê nó đang tăng. Đấy. Thì nó không chỉ là hưởng lợi từ cái việc là mở rộng quy mô, mà bản chất về chiều sâu là gì? Cái hàng hóa của nó đang có cầu vào nhiều hơn cung, tức là cái sức cạnh tranh của nó đang ngày càng gì, được có ưu thế hơn, tức là cái sản phẩm này có nhu cầu cao. Và khi một cái doanh nghiệp ấy, giá bán sản phẩm tăng, lại sản lượng cũng ngày càng tăng ấy, thì doanh nghiệp đấy nó tăng trưởng còn rất là dài, mọi người cứ yên tâm. Đó, thì tại sao team mình lại chọn nhóm bất động sản công nghiệp với bốn cổ phiếu này. Tiếp theo Tân cho mình cái slide thứ hai để mình minh chứng cho mọi người thấy được là gì, nó bất động sản khu công nghiệp ấy, nó đi được đường xa ấy, nó không chỉ dựa trên cái việc là đếm cua. Ví dụ mọi người đầu tư vào nhóm cổ phiếu bất động sản gì nhỉ, biệt thự liền kề hay là bất động sản dân cư đấy, thì khi đó mọi người sẽ có rất nhiều câu chuyện liên quan đếm cua, ví dụ như là những cái dự án ven biển này, hay là quỹ đất nhiều. Nhưng bản chất là gì, cái nhóm bất động sản ví dụ như Dixel ấy, mọi người nghe thấy được là những cái năm vừa rồi nhà đầu tư được đếm cua rất là nhiều, đếm cua từ các cái dự án quỹ đất của nó, nhưng mà đây gần như là gì, nó ở trạng thái còn chưa, lượng hàng còn chưa có, vẫn là ở cái việc là gì, pháp lý còn chưa triển khai xong đó, nhiều lúc đôi lúc còn đang giai đoạn giải phóng mặt bằng, chưa xin xong thủ tục cơ. Nhưng mọi người cứ tính những cái quỹ đất đấy, mọi người tính ra tiền đó, lợi nhuận doanh nghiệp thì chưa về. Thì khi mọi người đầu tư vào những cái cổ phiếu như vậy, những cái giai đoạn nó rơi nó cũng rất là thảm khốc. Nhưng ngược lại là gì, cái nhóm bất động sản